tiến đến về Wilder và Fury trước đại chiến quyền anh hạng nặng. Theo những con số được thống kê sau trận đấu, có thể thấy rằng Tyson Fury là tay đấm có phần thi đấu hiệu quả hơn Dan Wilder. Vào tháng 12 năm 2018, cựu vô địch boxing hạng nặng người Anh Tyson Fury đã đối đầu với nhà vô địch WBC hạng nặng Dan Wilder. Ở trận đấu này, Tyson Fury đã bị đối thủ cho nằm sàn đến 2 lần, một lần vào hiệp 9 và một lần vào hiệp 12. Tuy nhiên Tyson Fury vẫn đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Đây là điều mà Dan Wilder vẫn không thể tin là sự thật. Trận đấu đã kết thúc với kết quả hòa, một kết quả gây tranh cãi vì hầu hết người theo dõi đều tin rằng Fury xứng đáng với chiến thắng. Theo những thống kê cho thấy, Tyson Fury là võ sĩ thi đấu có phần hiệu quả hơn. Nhà vô địch WBC đã tung ra 430 cú đấm, trong khi đó Fury chỉ tung ra 327, sự khác biệt lên đến 103 cú đấm tuy nhiên chỉ có 71 đòn đấm của Welder trúng đích, tức là chỉ bằng 17% những đòn anh tung ra có hiệu quả. về phía cựu vô địch nghề anh, 84 cú đấm của Fury trúng đích, điều đó cũng đồng nghĩa với những nắm đấm của Fury có độ chính xác lên đến 26%. như vậy có thể kết luận rằng dù Fury đấm ít hơn đối thủ đến 103 đòn, đòn đánh của anh trúng đích nhiều hơn Welder đến 13 cú. Ngoài ra một yếu tố khác còn phải nhắc đến, đó là Fury đã áp đảo Welder xuyên suốt 11 hiệp của trận đấu, chỉ duy nhất hiệp 12 là Dante Welder tung nhiều đòn trúng đích hơn. Hiệp đấu tệ nhất của nhà vô địch người Mỹ là hiệp 10, chỉ một cú đấm trong 31 lần tung đòn trúng đích, tỷ lệ chính xác của Welder là 3%. Vào ngày 23 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Tyson Fury sẽ tài đầu với Dante Welder, đây là cơ hội để hai võ sĩ hạng nặng một lần nữa phân tài cao thấp. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dante Wilder đấu sinh tử với Tyson Fury tạo nên kỷ lục không tưởng về doanh thu quyền anh hạng nặng. Sau nhiều lần dàn xếp của các tổ chức quyền anh tên tuổi, Trận tài đấu tranh đai vô địch hạng nặng WBC Hội đồng quyền Anh Thế giới giữa võ sĩ Anh Tyson Fury và đối thủ người Mỹ Dan Wilder đã chính thức được thiết lập với thời gian và địa điểm cụ thể. Theo đó, Fury 31 tuổi và Wilder 34 tuổi chính thức đồng ý thượng đài vào ngày 22 tháng 2 tại sàn đấu MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Mỹ. Cả hai võ sĩ đều đồng thời lên mạng xã hội Twitter cùng xác nhận trận đấu. Ông Bob Arum, nhà tổ chức trận đấu cho biết, giá trị của trận đấu này ước tính hơn 150 triệu đô, trong đó ít nhất sẽ có từ 2 triệu người đăng ký xem trận đấu trên các kênh truyền hình trả tiền ở Mỹ. Tại Anh, các kênh như BT Sport cũng dự kiến sẽ phá kỷ lục số người đăng ký xem truyền hình trả tiền của trận đấu. Nguyên do là sức nóng của trận tái đấu giữa Fury và Welder đã lên đến đỉnh điểm khi cả hai hòa nhau ở trận thượng đài ngày 1 tháng 12 năm 2018 tại sàn đấu Staples Center Los Angeles với kịch tính cao trào ở 12 hiệp đấu. Chưa kể từ đó đến nay, cả hai võ sĩ này vẫn tiếp tục giữ kỷ lục bất bại khi đều thắng ở các trận thượng đài tiếp theo. Fury thắng Tom Squad và Otto Wallin để nâng kỷ lục lên 29 trận thắng một hòa, trong đó có 20 trận thắng bằng knockout. Trong khi Wilder thắng Dominic Blazer và Luis Ortiz để nâng kỷ lục lên 42 trận thắng, trong đó có đến 41 trận thắng bằng knockout và hòa 1. Cả Welder và Fury đều được WBC công nhận là những nhà vô địch của tổ chức này, vì vậy cuộc tài đấu giữa họ là bắt buộc để xác định chính thức một nhà vô địch thực thụ. Ngoài ra sau khi WBC xác định được nhà vô địch của mình, thì tiến tới trong năm 2020, các nhà tổ chức quyền anh thế giới cũng dự tính tổ chức một trận quyền anh đỉnh cao, hợp nhất 4 đai hạng nặng danh giá nhất với võ sĩ đang giữ ba đai là Anthony Joshua, vừa giành lại các đai IBF, WBO và WBA sau trận tài đầu với võ sĩ Andy Ruiz vào ngày 7 tháng 22 vừa qua. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dan Taekwondo hứa đánh Tyson Fury nằm im không thể đứng dậy. Dante Welder sẽ bảo vệ danh hiệu WBC hạng nặng lần thứ hai trước Tyson Fury vào ngày 22 tháng 2 tới tại Las Vegas. Trong cuộc chạm trán đầu tiên của hai võ sĩ vào tháng 12 năm 2018, trận đấu đã kết thúc với một kết quả hòa. Sau khi Fury hai lần đứng lên sau khi bị đánh ngã xuống sàn vào hiệp 10 và hiệp 12, hai tay đấm sẽ tiếp tục phân thắng bại vào thứ bảy tuần sau tại đấu trường MGM Grand Garden Las Vegas trước cuộc đối đầu lần 2 với nhà cựu vô địch thống nhất các danh hiệu, oanh tạc cơ Welder tiết lộ, cánh tay phải hủy diệt của mình đã bị thương trước cuộc chiến đầu tiên. Trong trận đó tôi chỉ có được 50% khả năng, thậm chí là thấp hơn. Tôi đã nói về cánh tay bị thương của mình, nhưng tôi cũng không thi đấu như bình thường tôi vẫn làm. Nhìn lại trận đó, tôi và người huấn luyện viên Jay Diaz đã nói về nó rồi tự hỏi, tại sao mình lại làm vậy. Tôi đã tiến về phía trước với đôi găng đưa lên cao, vung tay một cách vô vọng, đó là vì sự kích động của cuộc chiến. Tôi cảm thấy mình có cơ hội đưa vinh quang đến cho nước Mỹ ở hạng nặng. Nó có ý nghĩa lớn vì khi bắt đầu sự nghiệp, không ai ở Mỹ biết đến tôi. Giờ thì tôi đã sẵn sàng làm thứ mà đáng ra mình phải làm. Tôi đã sống trong những giây phút kích động và không thể chờ thêm, lần này tôi sẽ hạ gục Fury và hắn sẽ không đứng lên nổi. Tôi phải kết thúc công việc còn dang dở. Kể từ sau trận hòa với Fury, Welder đã tạo nên những kỷ lục thắng knock hủy diệt trước Dominic Blazer và Luis Ortiz trong hai trận đấu gần nhất. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. <laughs> Trực tiếp Dan Thay Welder và Tyson Fury 2 ở đâu mấy giờ trên kênh nào? Vào 11 giờ trưa ngày 23 tháng 2 sẽ diễn ra cuộc so găng hấp dẫn nhất quyền anh hạng nặng giữa Dan Wilder và Tyson Fury tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas. Tại Anh, trận đấu này sẽ được trực tiếp trên BT Sport Box Office với mức giá 24,95 bảng. Người mộ tại Anh có thể mua gói này để có thể xem trực tiếp trận đấu giữa Wilder và Fury. Còn tại Mỹ, sự kiện pay-per-view giữa Wilder và Fury 2 được Fox Sports và ESPN công chiếu. Tuy nhiên đây cũng là một trận đấu đắt giá với mức giá Fury và Wilder 2 ở mức 79,99 đô la Mỹ, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tại Việt Nam, không có kênh truyền hình nào phát trận đấu này, vì vậy người hâm mộ có thể xem chùa trên YouTube hoặc Facebook bằng cách gõ từ khóa Wilder và Fury. Tất nhiên thì đường truyền và khả năng xem cũng sẽ không bền. Trước trận tài đấu giữa Tyson Fury và Dan Wilder, những tên tuổi huyền thoại của làng boxing cũng đã tham gia vào việc dự đoán kết quả của trận đại chiến. Sau kết quả hòa đầy tranh cãi vào cuối năm 2018, trận tài đấu giữa cựu vô địch Tyson Fury và nhà vô địch WBC Dan Wilder là một trong những trận đấu được mong chờ nhất quyền anh hạng nặng thế giới. Trận đấu cũng thu hút được nhiều sự chú ý từ những huyền thoại boxing nhà nghề thế giới. Phần lớn các tên tuổi này đều đặt niềm tin vào sức mạnh của Dan Wilder. Larry Holmes, huyền thoại hạng nặng. Larry Holmes nói, Dan Taylor sẽ knock out Tyson Fury ở hiệp 7 hoặc hiệp 8 nếu như cậu ấy thực hiện điều mà tôi biết cậu ấy có thể làm, đó là giữ khoảng cách tốt, sử dụng jab liên tục để tạo cơ hội cho cú đấm thẳng bằng tay phải. Sugar Ray Leonard, huyền thoại vô địch năm hạng cân. Ông nói, tôi mong được thấy Dan Taylor chiến thắng knock out, nhưng thật sự thì tôi không nghĩ cả hai tay đấm có thể bị đốn gục. Tôi nghĩ Wilder có cú đấm tay phải rất mạnh, nhưng kỹ năng sử dụng cú jab tay trái để tạo cơ hội cho đòn tay phải vẫn cần được cải thiện. Về mặt khác, tôi biết Tyson Fury là một tay đấm sở hữu kỹ thuật tốt và cái cầm cứng, vì cậu ấy đã đứng dậy sau khi bị cân nóc đao bởi Welder đến hai lần trong trận trước. Kết luận thì tôi tin Wilder có thể chất tốt hơn và sẽ chiến thắng đối thủ bằng tốc độ và sức mạnh. Thomas here huyền thoại vô địch năm hạng cân Ông nói, "Dan Taylor có kỹ thuật tốt và có thể chiến thắng, nhưng tôi nghĩ những cú đấm đầy uy lực chính là chìa khóa để chiến thắng cho Tyson Fury. Tôi tin rằng trận đấu sẽ lại một lần nữa kết thúc bằng điểm, nhưng Dan Taylor vẫn sẽ thắng." Mike Tyson, cựu vô địch tuyệt đối hạng nặng. Mike Tyson nhận định, "Đấm trúng Tyson Fury sẽ là điều không hề dễ dàng, cậu ấy có khả năng né tránh rất tốt. Đây sẽ là một trận đấu kịch tính vì cả hai đều có khát khao chiến thắng cháy bỏng." Tôi hy vọng điều tốt nhất cho Tyson Fury. Tôi là fan của cậu ấy. Evander Holyfield, cựu vô địch tuyệt đối hạng nặng. Tôi chọn Dante Wilder vì cậu ấy rất tự tin và vì cậu ấy làm những điều cần thiết để giữ sức khỏe ở mức cao nhất. Wilder không chỉ là một gã khổng lồ với cú đấm tay phải trời dáng. Lối đánh của cậu ấy cũng có tư duy chiến thuật hơn. Đó là lý do tại sao tôi tin Dante Wilder sẽ thắng trong trận tài đầu với Tyson Fury. Manny Pacquiao huyền thoại vô địch 8 hạng cân. Ông nói, đừng bao giờ coi thường những võ sĩ có lực đấm mạnh, nhất là Dan Wilder. Tôi nhìn nhận Wilder như cách tôi nhìn nhận Mike Tyson vậy, một tay đấm sở hữu những đòn đánh đầy uy lực. Tôi tin Wilder sẽ chiến thắng Tyson Fury bằng knock out trong hiệp đấu thứ 10. Sự kiện giữa Wilder và Fury sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 23 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Tyson Fury sẽ tái đấu với Dan Wilder để tranh đai WBC. Đây là cơ hội để cả hai võ sĩ hạng nặng một lần nữa phân tài cao thấp. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Chi Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.